Campuchia tưởng niệm các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ, tên từ Nam Vang, Campuchia. Hàng trăm người đã tụ tập tại cánh đồng chết, khét tiếng vào hôm thứ Sáu để tưởng niệm những người đã chết dưới chế độ Khmer Đỏ. Đã có đến 2,2 triệu người được cho là đã chết trong cuộc cách mạng chủ nghĩa Mao trong những năm từ 1975 đến 1979. Tại cánh đồng chết, cách thủ đô Nam Vang khoảng 15 cây số, các thành viên gia đình của những người đã chết và các quan chức địa phương đã làm lễ cúng trong ngày tưởng niệm, từng được gọi là ngày căm thù. Các sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia đã diễn lại những cảnh khủng khiếp trong suốt thời kỳ cai trị của Pol Pot. Việt Nam đã xâm lược Campuchia vào ngày 25 tháng 12 năm 1978 và cài đặt một chính phủ cầm sản Ông Di Kim Sui, một người sống sót qua chế độ Khmer Đỏ, nói những nạn nhân này có thể an nghỉ vì tòa án Khmer Đỏ đang tìm công lý cho họ. Bà Bút Sô một người dân địa phương nói, bà cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân có thể an nghỉ và xin họ giúp cho đất nước được hòa bình. Tòa án Liên Hiệp Quốc Campuchia đã có phán quyết trong 3 vụ xét xử với án tù chung thân trong năm 2010 cho Kay Wuk If là người có biệt danh Dutch là giám đốc trung tâm tra tấn S21 nơi 14.000 người đã thiệt mạng trong những năm 70. Hai lãnh đạo Khmer Đỏ cao cấp khác là Nuon Cha và Khieu Samphan cũng đã nhận án tù chung thân. Hầu như mỗi người dân Campuchia còn sống đã bị mất một thành viên gia đình dưới thời Khmer Đỏ nhiều người muốn tòa án Campuchia gia tăng tốc độ xét xử những kẻ có trách nhiệm nặng nề nhất trong các vụ giết người vì hai lãnh đạo hàng đầu của Khmer Đỏ này đã rất già